Một tin buồn đến với ngành châm cứu Việt Nam vào đúng những ngày đầu năm Tân Sửu. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài Thu, người được mệnh danh là ông vua châm cứu, thần kim, bậc thầy của ngành châm cứu Việt Nam vừa mới qua đời. Tròn 90 năm tuổi đời, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã góp công lớn trong việc phát triển lĩnh vực châm cứu Việt Nam thành một ngành khoa học chăm sóc sức khỏe nhân dân với nhiều thành tựu được giới khoa học quốc tế ghi nhận. Trường phái Tân Châm do giáo sư Nguyễn Tài Thu khởi xướng đã giúp điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân khỏi các căn bệnh nguy hiểm như liệt, thần kinh tọa, rồi loạn tiền đình, tai biến mạch máu não. Thủy châm, châm tê trong phẫu thuật, điện châm cai nghiện ma túy. Những phương pháp châm cứu mới mà giáo sư Nguyễn Tài Thu phát triển đã được ông truyền dạy cho nhiều y bác sĩ ở các tỉnh thành và đúc rút lại trong nhiều cuốn sách quý về châm cứu và lý luận đông y. Với những đóng góp to lớn cho y học của nước nhà, giáo sư Nguyễn Tài Thu vinh dự nhận được nhiều huy chương, nhiều giải thưởng cao quý do nhà nước trao tặng. Ông cũng hợp tác về khoa học kỹ thuật với 38 nước trên thế giới và là giáo sư, tiến sĩ danh dự của 16 trường đại học nước ngoài. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với người thầy thuốc chính là lòng biết ơn và ngưỡng mộ của nhân dân. Lễ truy điệu và đưa tang giáo sư Nguyễn Tài Thu sẽ diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 2 tại nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.